xin chào tất cả anh chị em nhá. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Cường, mình là giám đốc của công ty laptop Vinway. Bên mình phân phối tất cả các cái dòng laptop cũ có giá dao động từ 2,5 triệu đến 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu và cao hơn nữa. Thế đây là các bạn cần mua laptop cũ các bạn nhá. Nếu các bạn cần mua laptop cũ thì các bạn hãy inbox cho mình qua Zalo hoặc là số điện thoại là 0934669689. Mình sẽ gửi ảnh giá từng sản phẩm và cấu hình chi tiết để tất cả các anh chị em tham khảo anh chị em nhé. Bên mình thì nếu như các anh chị em cần mua laptop cũ thì bên mình có ship code toàn quốc anh chị em nhé. Anh chị em chỉ cần cho mình xin thông tin, đó là họ tên này, số điện thoại này, địa chỉ này. Đấy, bên mình sẽ ship đến tận nhà anh chị em luôn. Và khi mà ship mà giao hàng đến tận nhà anh chị thì anh chị em hãy bóc máy ra tại nhà để kiểm tra máy. Thứ nhất là giống như hình ảnh đã gửi, thứ hai nữa là cấu hình giống như đã thông báo, và thứ ba nữa là không bị rơi vỡ va đập móp méo gì. Thì anh em bắt đầu bật máy lên xem máy nó có hoạt động bình thường không. Nếu mọi thứ bình thường thì ok hết, thì anh em hãy nhận, lúc đấy mới nhận máy vào với thanh toán tiền cho ship anh chị em nhá. Tất cả các máy bên mình bán ra thì đều có bảo hành, bảo hành 3 tháng toàn bộ máy anh chị em nhá. Phần cứng là bảo hành toàn bộ máy 3 tháng và phần mềm là hỗ trợ từ bảo hành cho anh em là trọn đời luôn. Trong quá trình sử dụng anh em mà có cái lỗi gì về phần mềm thì anh em cứ inbox cho bên mình sẽ có nhân viên, bộ phận nhân viên kỹ thuật sẽ chăm sóc và sẽ hỗ trợ tất cả anh chị em nhé. Thì là anh chị em hãy inbox vào giờ hành chính, đó là mình giờ các bạn ấy làm sẽ là từ 8 giờ sáng cho đến 11 rưỡi sáng, chiều là từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ kém 15. Đấy, nhiều khi anh em cứ inbox vào buổi đêm, không ai tư vấn anh em đâu, anh em bảo này nọ thì rất là khó, bởi vì giờ đó là hết giờ làm việc của các bạn ấy cũng về nghỉ ngơi sinh hoạt cá nhân rồi, nên anh em phải thông cảm nhá. Đấy, anh em inbox vào giờ hành chính và chủ nhật là các bạn ấy không làm, là không có ai tư vấn cho anh này, cho tất cả anh chị em. Thế không, anh em bảo là mua máy về rồi chẳng có ai tư vấn hay này nọ nha anh em nhá. Thế là anh em hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo hành và vấn đề hỗ trợ về phần mềm. Thì máy bên em bán ra thì có đầy đủ pin sạc cho anh em và có tặng một phần quà khuyến mại, vì bên em đang có chương trình khuyến mại, nên anh em sẽ được tặng một cái cặp đựng laptop này, một cái chuột không dây để anh em tiện sử dụng này, cái thứ hai nữa là một cái thứ ba nữa là cái tấm lót chuột để anh em di chuột cho nó mượt mà anh chị em nhá. Thế khi mà anh chị em mà mua máy bên em thì sẽ không phải mua thêm bất cứ một cái loại phụ kiện gì nữa, anh em cứ thế để mà sử dụng thôi anh chị em nhá. Thế thì tất cả các anh chị em mua máy ấy, thì cần mua laptop cũ thì anh chị em hãy inbox cho em theo Zalo của em là 0934669689, là em sẽ gửi list sản phẩm và giá cho tất cả anh chị em lựa chọn và sẽ tư vấn cho các tất cả anh chị em những cái mã sản phẩm sao cho phù hợp với công việc của các anh chị em nhé, tối ưu nhất về kinh tế có thể và đáp ứng được công việc của tất cả anh chị em. Thế cho nên là anh chị em nào có nhu cầu cần mua laptop cũ thì anh chị em hãy inbox cho em, hoặc là anh chị em có thể tham khảo các kênh của em, như là em có hai kênh YouTube, kênh thứ nhất là kênh Laptop Việt Quay, kênh thứ hai là kênh Laptop Cũ Việt Quay. Hoặc là anh chị em có thể vào website của bên em, đó là website bên em là laptopcũrẻnhất.com anh chị em nhé. Đấy, để anh chị em tham khảo. Còn anh chị em nào muốn xem sản phẩm trực tiếp thì cứ inbox Zalo cho em, có thể gọi video với em, gọi video qua Zalo là 0934669689. Em dùng duy nhất một số đó thôi nhá. Đây, như bên em là đang hiện có một cái số mã là rất là phù hợp cho các cháu học tập và giải trí. Các cái mã này là đầy đủ loa cam mic hết, bên em đã test hết rồi. Ví dụ như là cái mã hiện bên em trong ngày hôm nay, em có thể giới thiệu qua một cái số mã mà nó rất là phù hợp. Ví dụ như là mã Dell E6420 chẳng hạn. Đây, mã này là i5 thế hệ 2, màn 14, loa cam mic đầy đủ, RAM 4GB, chạy SSD, khởi động chỉ giờ vào tầm mười mấy 20 giây thôi, rất là nhanh. Giờ vào tầm 16 đến 20 giây là cùng. Ví dụ đây các anh chị em có thể xem, em có thể test qua loa cam mic cho anh chị xem. Đây, cam rất là nét luôn, anh chị nhìn thấy không? Đây, mic thu âm thì cực kỳ nhạy luôn, nên anh chị không phải lo về cái vấn đề là mic thu âm có ok không, bên em đều có test hết. Trước khi chuyển hàng đi là bên em test rất là kỹ, đều cho nhân viên kiểm tra máy rất kỹ luôn, nên anh chị hoàn toàn yên tâm về các cái dòng máy mà bên em đang bán ra cho các anh chị em. Các anh chị em kiểm tra máy, nếu máy có vấn đề gì lỗi các anh em báo lại và không nhận hàng luôn. Đây, em có thể test qua mic để các anh chị xem qua mic rất là nhạy luôn. Alo, alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 3 4, em đang thu ở cái khoảng cách rất là xa nha anh chị em nhá. Đây, em bật lại luôn. Đấy, anh chị
thấy chưa? 1, 2, 3, 4. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Em đang thu ở khoảng cách rất là xa nhé. Mã này thì nó tùy từng mã các anh chị em nhé. Mã này thì gần như là đẹp gần như mới 95% luôn. Không có xước xác gì cả anh chị em nhìn này. Đấy, rất là đẹp. Ngoài ra có mã N4050, DM4050i5 thế hệ 2, RAM 4ED120. Anh chị em nào mà có chơi LOL cần nâng cấp thì nâng cấp lên RAM 8GB, bên em có nâng cấp hết về RAM, về SSD rồi. Bên em đều có hỗ trợ nâng cấp KDBay đây, rất là nhiều đồ là anh em yên tâm. Riêng về phần nâng cấp bên em bán thì tất cả các máy bán ra bên em đều có khuyến mại cho các anh chị em các phụ kiện cơ bản, ví dụ như là đều có đầy đủ pin sạc là một này. Cái thứ hai nữa là có khuyến mại tặng kèm theo cặp đựng laptop và chuột không dây kèm theo và tấm lót chuột để các anh chị em di chuột. Chứ anh chị em không phải là mua máy về xong lại phải chạy ra qua cái cửa hàng này cửa hàng nọ mua thêm đồ phụ kiện nữa. Bên em cài sẵn Win và các phần mềm ứng dụng rồi. Ngoài ra tất cả các anh chị em có yêu cầu cài phần mềm ứng dụng hay game gì đó thì anh chị em cứ inbox riêng. Bên em sẽ cho nhân viên cài đúng như yêu cầu của tất cả các anh chị em. Thế nên là vấn đề đấy là các anh em mua máy về chỉ việc sử dụng thôi chứ không cần phải làm thêm bất cứ một cái việc gì nữa cả. Ví dụ như bên em đang có cái mã này là mã HP4500G2, mã này là i5 thế hệ 4, RAM 4ED120, có thể nâng cấp lên 48GB các anh em, chị em này máy cũng hoàn toàn như mới luôn, cực kỳ đẹp. Đây chị em xem gần như không có một vết xước nào luôn. Đấy, rất nhiều dòng. Hoặc là như dòng có HP EliteBook, mở cái này lên cho anh em này. Như là có HP EliteBook 820G1. Enter mở cái máy lên đi. 820G1 hoặc là 840G1, tất cả dòng máy này rất là đẹp luôn. Hoặc là Dell 5530, 5540, 5440, 6440. Còn mã nào nữa nhỉ? Nói chung là rất là nhiều. Ví dụ em có thể lấy điển hình cho các anh chị em xem một cái mã này là mã 840G1. Màn 14 chip i5 thế hệ i5 thế hệ 4, RAM 4ED120, mở ra anh Nguyễn Bình ơi. Đây, 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 giật cái này ra đây, xé cái này ra đây. Xé này ra, đây, cái xé luôn này. Đấy, máy thì, những cái dòng này thì gần như máy như mới. Tuy nhiên có các dòng thời trang, có dòng thi thoảng là nó bị xước răm một tí vì qua sử dụng rồi. Thì đấy là không tránh khỏi. Nó tùy mã sản phẩm của anh chị em nha. Có như nào bên em sẽ chụp ảnh như thế, chụp ảnh thật như thế. Pin con này rất là trâu bò luôn, 3 tiếng 40 phút. Đa phần các cái dòng kia thì là i5 thế hệ 2 nó sẽ rơi vào tiếng 30 phút đến tiếng 40 phút. Hoặc là 2 tiếng các anh chị em thì nói chung là trong quá trình mà chat với anh em là sẽ có hỗ trợ và tư vấn rõ ràng luôn là pin nó chạy bao nhiêu. Còn tất cả loan cam mic bàn phím tất cả các thứ là bên em đều test hết rồi, phần mềm cài hết, Win cài đều đủ ok, office tất cả phần mềm ứng dụng. Cho nên các anh em về chỉ việc sử dụng thôi, không cần gì phải là phải làm đi làm lại hay quan tâm phải mang thợ này thợ nọ cả. Nha anh em nha, và máy bán ra bên em có bảo hành nên chị yên tâm nha, bên em bán 12 năm nay rồi cho nên là về vấn đề bảo hành anh chị yên tâm luôn đi. Vì anh chị có thể là ở phần dưới mô tả của cái video này là anh chị sẽ nhìn thấy có một cái ghi comment ở trên đấy. Có ghi rõ cả trong phần mô tả, ghi rõ là kênh YouTube bên em này, website bên em này, landing page này và fanpage này và trang và Facebook cá nhân của em. Còn Zalo cá nhân của em là 0934669689, em tên là Cường anh chị em nhá. Anh chị em mà có nhu cầu hay thắc mắc thì cứ liên hệ với em, gọi điện cho em hoặc là inbox Zalo cho em. Em sẽ tư vấn tất cả các thắc mắc của tất cả anh chị em. Em hôm nay là review qua các sản phẩm bên em hiện có, và anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ inbox cho bên em. Nếu anh chị tin tưởng thì cứ inbox cho bên em sẽ gửi rõ thông tin địa chỉ. Địa chỉ bên em là số nhà 19, tổ 1, Tu Hoàng, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội anh chị em nha. Bên em có ship code toàn quốc, bây giờ là thời đại hiện đại rồi cho nên là cái việc đấy là việc rất bình thường. Vì các anh em nhận hàng là được phép kiểm tra hàng. Thứ nhất là máy giống như trong ảnh đã gửi, bên em đã gửi cho anh chị em. Thứ hai nữa là cấu hình giống như bên em đã thông báo, đã gửi cho anh chị. Và máy khi anh em bật lên hoạt động bình thường, tất cả các chức năng và kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, máy không vỡ, va đập, móp méo gì, máy hoạt động bình thường thì anh chị em mới nhận máy và thanh toán tiền cho cốt anh chị em nha. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì, anh chị em cứ inbox cho em và Zalo là 0934669689. Em sẽ có trách nhiệm bảo hành máy và tư vấn cho tất cả các anh chị em những cái lỗi thông thường, lỗi vặt. Trước khi gửi máy đi, bên em đều có làm một cái video hướng dẫn sử dụng cơ bản cho các anh chị em để anh chị em tránh những cái lỗi không cần thiết trong quá trình sử dụng. Thôi hôm nay em
review qua cái văn phòng bên em và các cái mã sản phẩm bên em hiện đang có. Là anh chị em nào có nhu cầu thì inbox cho em theo số điện thoại 0934669689, Zalo của em. Em tên là Cường. Em xin chào tất cả anh chị em.